Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Tuyển Hóa Reaction. Sân khấu giao lưu của Sơn Tùng MTP và khán giả Đà Lạt được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, cực kỳ viral. Nam ca sĩ chia sẻ anh đã đích thân đi chợ đêm để mua áo khoác lông và tặng cho fan. Sơn Tùng MTP gây sốt khi giao lưu với người hâm mộ trong đại nhạc hội ở Đà Lạt vào tối 5 tháng 10. Nam ca sĩ gốc Thái Bình đã diễn 3 bài hát Chạy Ngay Đi, Lạc Trôi và Em Của Ngày Hôm Qua, khiến fan vô cùng thích thú. Khi chuẩn bị xe đẩy gấu bông Capybara ném tặng fan ngay từ sân khấu. Từ bao lâu nay thì Sơn Tùng MTP vẫn được biết đến là một biểu tượng thời trang của làng nhạc Việt. Anh chàng không ngần ngại thử sức với đa dạng phong cách, cập nhật những xu hướng hot nhất trong thời trang, thậm chí là đi đầu tại Việt Nam. Trong buổi biểu diễn mới nhất, Sơn Tùng vẫn không khiến cho người hâm mộ phải thất vọng với phong cách chất đến phát ngất của mình. Tạo hình của nam ca sĩ gây chú ý không hề kém. Anh đã nhuộm gẩy lai màu xanh neon một bên tóc, đeo len xanh một bên mắt, rất ấn tượng. Thời trang của nam ca sĩ CM94 được khen năng động, phong cách, véo tank top, quần jeans kết hợp với áo khoác lông. Mang đến set diễn gồm 3 bản hit Chạy Ngay Đi, Lạc Trôi và Em Của Ngày Hôm Qua. Sơn Tùng đốt cháy sân khấu theo đúng nghĩa đen với beat nhạc được làm mới cực kỳ sung và sôi động. Nhưng cháy nhất trên sân khấu vào tối 5 tháng 10 chính là visual rockstar boy phố của Sơn Tùng. Anh chàng xuất hiện bằng 100% năng lượng của mình. Là người biết khuấy động sân khấu, chiều fan, Sơn Tùng tiếp tục khiến sân khấu phát cuồng. Thưa quý vị, giữa thời tiết mát lạnh của Đà Lạt, Sơn Tùng diện áo lông phong cách, nhưng chỉ sau một khoảng thời gian quẩy quá nhiệt, anh chàng quăng luôn áo lông cho fan. Chưa dừng lại, một lúc sau Sơn Tùng lột luôn cả áo phông, chỉ còn áo ba lỗ, khoe trọn cơ bắp cùng loạt hình xăm lấp ló. Điều này càng khiến Sơn Tùng chất chơi hơn, fan thì được fan hú hét không ngừng. Theo Sơn Tùng, chiếc áo lông vừa ném xuống do chính tay anh đi xe máy đến chợ đêm Đà Lạt lựa chọn. Ca sĩ hô hào hỏi khán giả đoán giá trị của chiếc áo và phát biểu: "Chiếc áo này là vô giá vì đây là kỷ niệm tuyệt vời giữa tôi và Đà Lạt. Tôi còn mua sơn để xịt lên. Đây là sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng và thể hiện tấm lòng của tôi." Nam ca sĩ dặn fan chăm sóc và bảo vệ chiếc áo của anh cẩn thận. Ban đầu thì mọi người tưởng Sơn Tùng nói đùa vì anh nổi tiếng là chàng ca sĩ có nhiều hàng hiệu nhất nhì showbiz. Thế nên quả áo lông đồ sộ này chắc cũng phải mấy trăm củ. Nhưng đến khi chủ shop ở Đà Lạt xác nhận thì tất cả mới ngã ngửa. Hóa ra Sơn Tùng mua nó ở ngoài chợ thật. Rất giản dị phải không? Cụ thể ở một cửa hàng bán quần áo tại chợ Đà Lạt cho biết, rất bất ngờ khi chiếc áo lông màu xám bán cho đôi nam nữ bất ngờ được Sơn Tùng diện, sau đó thì lại tặng lại cho fan ở show diễn. Thời điểm bán hàng, người này cũng không nhận ra đó là Sơn Tùng, cho đến khi thấy bức ảnh anh diện chiếc áo lông viral khắp mạng xã hội. Chủ cửa hàng cho biết Sơn Tùng đi cùng một cô gái, cả hai bịt kín từ đầu đến chân, không để lộ dung mạo. Qua loạt ảnh trích xuất camera được lan truyền, Thánh Soi đã nhanh chóng xuất hiện, người bên cạnh Sơn Tùng có nhiều dấu hiệu giống với Hải Tú. Trước hết phải kể đến vóc dáng, chiều cao của cô gái này, hao hao với nàng thơ mỗi khi đứng cạnh chủ tịch. Đáng nói nhất, đôi giày cùng chiếc nón cô gái này sử dụng y hệt với những món phụ kiện đã được Hải Tú dùng để chụp ảnh sống ảo trước đó. Ngay lập tức cư dân mạng cho rằng Hải Tú và Sơn Tùng đã tranh thủ đánh quả lẻ, đi dạo chợ Đà Lạt, mua sắm giống như nhiều người khác đến đây du lịch. Trong 3 năm qua, Hải Tú chưa từng lên tiếng đáp trả đá xéo liên quan đến chuyện tình cảm. Gà cưng của MTP Entertainment chỉ thường xuyên đăng ảnh đời thường với những dòng trạng thái rất tích cực. Ngoài ra, cô tiếp tục góp mặt trong MV của chủ tịch. Dù không để lại quá nhiều dấu ấn đặc biệt, nhưng phần nào cũng khiến công chúng ghi nhận sự cố gắng và nỗ lực trở lại của cô. Hải Tú và Sơn Tùng nhiều lần đã bị soi, ẩn ý diện đồ đôi ở chung nhà, nhưng cả hai không lên tiếng phản đối hay đồng ý hoặc công bố về mối quan hệ. Hải Tú cũng từng vướng nghi vấn đã sinh con đầu lòng, lộ nhiều dấu hiệu mẹ bỉm, nhưng cô cũng chỉ giữ im lặng chứ không phủ nhận hay xác nhận. Về phía Sơn Tùng, nam ca sĩ giữ thái độ không quan tâm hay không phản hồi về những tin đồn. Trong lần xuất hiện gần nhất cùng Hải Tú, Sơn Tùng gây chú ý khi công khai gọi gà cưng là anh mày. Quay trở lại với Sơn Tùng, dù rất ít show diễn, nhưng chàng ca sĩ 30 tuổi vẫn cho thấy đẳng cấp và khả năng trình diễn vô đối của mình. Ít nhưng vô cùng chất. Mới đây, một khoảnh khắc trong đêm diễn này của giọng ca gốc Thái Bình thu hút sự bàn tán mạnh mẽ của mạng xã hội TikTok. Cụ thể, trong clip Sơn Tùng đã trình diễn bản hit Em Của Ngày Hôm Qua, thì một khán giả nào đó đã ném lên sân khấu một chú gấu bông mini. Dù đang diễn, nhưng Sơn Tùng vẫn có một khoảnh khắc xuất thần khi chụp lấy chú gấu bông trúng phóc, không chật một nhịp nào. Cầm lấy chú gấu bông được khán giả tặng trên tay, nam ca sĩ tiếp tục màn thể hiện đẳng cấp của mình. Khoảnh khắc này sau đó đã được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội và thu hút sự bàn tán rất nhiều của cộng đồng mạng. Rất nhiều ý kiến đã thể hiện sự trầm trồ trước khả năng bắt vồ đồ vật chuẩn từng cm, không một động tác thừa của chủ tịch. Với kinh nghiệm trình diễn dày dặn suốt chục năm qua, giọng ca CM94 hoàn toàn có thể dễ dàng xử lý được mọi tình huống xảy ra bất ngờ trên sân khấu một cách rất mượt mà và trơn tru.
Một trong những điểm mạnh biến Sơn Tùng trở thành ngôi sao giải trí số 1 Việt Nam chính là khả năng làm chủ sân khấu, giao lưu rất duyên dáng. Mỗi sân khấu live, Sơn Tùng đều có cách khiến cho người hâm mộ mê mẩn. Một trong số đó là đặc sản Gửi Lời Yêu của Sơn Tùng tại sân khấu 7 Minutes Stage tại Hà Nội. Nam ca sĩ gốc Thái Bình không quên dành những lời có cánh gửi đến các Sky. Trước sự cổ vũ nhiệt thành của mọi người, Sơn Tùng cảm kích không thôi. Anh cảm thán: "Đừng có biết cách cướp đi trái tim nhỏ bé của tôi. Sơn Tùng luôn yêu thương các em, được không ạ?" Khoảnh khắc chào tạm biệt, nam ca sĩ gửi lời nhắn: "Nhớ giữ gìn sức khỏe nhá, đừng để bị ốm nhá." Tất cả đã tạo nên khoảnh khắc ngôn tình đốn tim Sky. Đây không phải lần đầu Sơn Tùng vào vai tổng tài ngôn tình trước người hâm mộ. Trong mọi sân khấu, Sơn Tùng thường xưng tôi với fan. Điều này tạo cảm giác nghiêm túc nhưng cũng khá kịch nghệ. Phần giao lưu của anh chàng cũng thường có nhiều chi tiết, đạo cụ dẫn dắt. So với những nghệ sĩ khác, Sơn Tùng chuẩn bị chỉnh chu đến cả kịch bản nói chuyện với các fan hâm mộ. Sơn Tùng quả thật ít đi diễn, nhưng một khi đã đi diễn chắc chắn là có tiểu phẩm. Đa số là những pha tương tác ngọt ngào với fan, đôi khi là hài hước. Những câu thoại ngôn tình như kiểu: "Để Sơn Tùng luôn yêu thương các em, có được không? Nhớ giữ gìn sức khỏe, hay đừng để bị ốm nha." Đã được sử dụng trong hơn 10 năm qua, trong mọi sự kiện mà anh có dịp tham dự, nhưng chưa bao giờ cũ. Ngoài việc liên tục hỏi thăm, nhắn gửi lời yêu thương, chúc sức khỏe tới các fan, Sơn Tùng còn rất sộp, tặng fan quà hiện vật. Anh chàng nhiều lần mang vali gấu bông lên sân khấu, vừa để làm phần trình diễn thêm đặc sắc, mà còn có quà tặng cho khán giả. Nếu không phải là quà được tặng, chuẩn bị trước, nhiều lúc Sơn Tùng sẽ hứng chí quăng cả áo, phụ kiện, làm dân tình gào thét phấn khích. Nếu là một fan cứng của Sơn Tùng, chắc hẳn không thể quên được khoảnh khắc nam ca sĩ khiến truyền thông dậy sóng, chấn động bằng hai chữ thương em trên sân khấu live đầu tiên chúng ta của hiện tại. Khi ấy Sơn Tùng đã vướng vào lùm xùm tình tay ba và chia tay bạn gái 8 năm Thiều Bảo Trâm. Cả mạng xã hội đã đổ dồn vào từng động thái của ngôi sao số 1 Việt Nam. Anh đi đứng như thế nào, nói chuyện hay giao lưu với fan đều có một sự gì đó. Sơn Tùng rất biết cách cài cắm, ẩn ý, thông điệp giúp mình thêm tỏa sáng trên sân khấu. Nhưng đôi khi dụng ý của anh lại trở nên không quá cần thiết. Nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng tất cả đều được anh đưa ra vừa đủ, đúng người, đúng thời điểm và tạo ra những điểm nhấn truyền thông rất lớn sau mỗi show diễn của mình. Như chúng tôi đã nói đấy, anh rất ít khi đi diễn nhưng đi diễn là ấn tượng. Chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại video câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi về Sơn Tùng MTP. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.